Xin chào các bạn, và tình hình khi mình quay video này thì dịch bệnh corona đang diễn ra khá phức tạp. Anh em ở đâu nhớ đeo khẩu trang, ở đâu ở nguyên đó. Và cái việc tình trình diễn biến cái dịch corona đang diễn ra khá phức tạp, nên là anh em học sinh đã phải nghỉ học đến hết tháng 2 này. Và trong lúc nghỉ học thì tất nhiên là chúng ta không phải ở nhà chơi rồi, mà chúng ta sẽ phải ở nhà và học bài. Nếu các bạn là giáo viên giảng dạy thì các bạn cần một cái camera webcam nó khá là to, đẹp và rõ nét để có thể ít là nhìn được chữ, viết trên bảng là cái gì. Nhưng đối với các bạn đang là học sinh, sinh viên ấy, các bạn mục đích các bạn cần webcam thì các bạn chỉ để đó chính là các giáo viên nhìn thấy các bạn khi mà các bạn đang học thôi. Vì vậy chúng ta cũng không cần thiết quá nhiều đầu tư những webcam camera nó khoảng tầm 2-3 triệu làm gì cả. Và trong video này mình giới thiệu các bạn đó chính là những cái mẫu webcam giá dưới 1 triệu, và đặc biệt hơn nó loanh quanh khoảng tầm 500.000 thôi, và đủ cho các bạn, nó chính là các giáo viên điểm danh được các bạn khi các bạn ngồi trên lớp, và một phần thì có thể nhìn được bài kiểm tra của các bạn khi mà các bạn viết bài. Thì đầu tiên mình hôm nay giới thiệu đó chính là một chiếc webcam Cusi, nhưng không phải là Cusi. Cái chiếc Cusi HD98 thì đây là một chiếc webcam rẻ nhất khi mà giá của nó đang là 450.000 đồng. Và với 450.000 thì các bạn có cái gì? Chắc chắn ấy là các bạn có một webcam rất là cơ bản, và độ phân giải của nó là 480p, tôi cũng không khá là thấp, không phải cao lắm, nhưng mà độ phân giải nó chỉ là một cái gọi là tí nữa mình cho các bạn xem tại sao chúng ta không nên quan tâm quá nhiều độ phân giải. Và cắm là dùng thôi, và cái ngàm đây kẹp thì các bạn có thể kẹp vào cái màn hình, và ngoài ra đây là lỗ cắm tripod, nếu các bạn có cái chân máy ảnh ở nhà cắm vào dùng thoải mái. Và ở trên này chúng ta có một cái đầu xoay 360 độ. Và cuối cùng thì do đây là một sản phẩm giá rẻ nên sẽ không có chức năng autofocus, mà anh em sẽ phải chỉnh vòng lấy nét ở đây. Ở đây là chỉnh vòng lấy nét. Và tí nữa thì mình sẽ thử lần lượt từng webcam và micro và cũng như chất lượng hình ảnh từng cái. Bây giờ mình sẽ sơ qua về chức năng thôi. Và kết nối vẫn là USB, cắm là chạy, và độ dài thì USB cũng khá là dài và đủ cho các bạn cắm chiếc máy tính từ sau ra trước. Nó cũng không gặp cái trở ngại gì cả. Đây. Khoảng tầm 1.5 m. Tiếp theo, cao hơn một chút, chúng ta có chiếc Zahua Z2+. Đây là một chiếc webcam có giá là 550.000, đắt hơn cái con Gucci nãy 100.000. Nhưng các bạn có độ phân giải nâng cấp lên một tí, đó chính là 720p hay gọi là HD đấy. Và đây, đóng gói thì cẩn thận hơn một chút. Và các bạn, webcam này thì các bạn sẽ cũng xoay được 360 độ này. Và cái ngàm kẹp này thì nó khá tương đồng với những mẫu webcam của Logitech, khi mà các bạn kẹp vào màn hình khá là dễ. Ở đây chúng ta có một cái miếng cao su chống trượt ở đây, và các bạn sẽ phải bỏ nó ra, bóc nó ra thì các bạn kẹp vào màn hình ý, nó dễ hơn rất nhiều. Và đây là một chiếc webcam 550, nên là nó có cái khả năng lấy nét, các bạn không cần phải vặn tay ở đây làm gì cả. Và nhưng mà đằng trước chúng ta có một cái lỗ mic ở đây này, hai cái lỗ mic ở đây, nhưng mà logo Zahua và hai cái chữ tàu ở đây nhìn nó hơi mất thẩm mỹ, mà dù sao mà thẩm giá rẻ ấy, thì với chất lượng build hoàn thiện bằng nhựa này và là nhựa khá là mềm, chắc là rơi vỡ thì nó chịu lực và đập tốt hơn. Thì tí nữa mình sẽ cắm vào mình thử. Và thêm 100.000 nữa, à thêm 50.000 nữa, đó chính là 600.000, thì ta mua cho các bạn một sản phẩm, đó chính là chiếc webcam Z3. Chiếc Z3 này hơn chiếc Z2+ lúc nãy của mình vừa mới khui hộp, đó chính là khả năng ghi video ở Full HD và 60fps. Đây, nhìn thì nó cũng khá là cục xúc, nhưng mà nó bị bỏ mất khả năng quay 360 độ của con Z2+ này. Và các bạn sẽ có một cái ngàm kẹp, tức là các bạn sẽ phải kẹp vào màn hình như này, chứ các bạn không phải là để gá như lúc nãy nữa. Và kẹp này thì nó cũng khá là chắc chắn vào màn hình hơn, nhưng mà bù lại các bạn mất cái khả năng xoay, nên là các bạn nào không thể nào mà vừa cắm mặt trước này và cần xoay ra mặt sau được. Và đây chúng ta sẽ có là hai cái micro ở đây và một cái sensor ống kính khá là nhỏ. Đặc điểm lớn nhất mình vừa nói đó chính là nó có khả năng ghi video độ phân giải là Full HD. Và tí nữa mình sẽ thử xem là Full HD có nét hơn được, đó chính là cái 720p lúc nãy không. Và ngoài ra thì mình có một cái cuối cùng là một cái khá là đắt, nó là 800.000, đắt hơn hẳn hai sản phẩm vừa rồi. Đây chiếc Rapu HD720. Mặc dù giá đắt hơn, nhưng mà Rapu chỉ cho chúng ta đó chính là độ phân giải là 720p mà thôi. Và những cái đóng hộp khá là cẩn thận hơn so với các sản phẩm giá rẻ khác. Nhưng mà mình đã nói thì cái độ phân giải thực sự nó không quyết định quá nhiều đến cái chất lượng hình ảnh của các bạn. Quan trọng là cái ống kính ở bên trong nó như thế nào cơ. Và chiếc Rapu này chúng ta có khả năng là chính là xoay 360 độ của các chiếc camera webcam như bình thường. Và ngàm kẹp thì bản thân mình ý, mình rất thích cái ngàm kẹp kiểu này hơn là ngàm kẹp lúc nãy của chiếc Z3. Để kẹp cái này thì khá là tiện để lên, mà cần di chuyển nó cũng dễ. Đấy. Và chúng ta cũng sẽ có hai cái micro ở đây và một cái ống kính ở đây, ống kính 720p.
Và cả bốn mẫu webcam này chúng ta đều không có là những cái đèn trợ sáng, không cần lắm, một tí nữa mình thử nghiệm trong môi trường đèn studio để các bạn xem là khả năng chống chói như thế nào. Còn bây giờ đầu tiên mình sẽ đến với chiếc, đó chính là chiếc Yakuza. Rồi hiện tại bây giờ mình đang thử đầu tiên đó chính là chiếc Yakuza HD98 các bạn thấy ở đây. Và độ phân giải của nó là 480p và tỷ lệ hình ảnh là 43 các bạn có thể thấy. Và các bạn thấy là độ rộng của chiếc này nó cũng khá là đủ, nói chung là đủ trong kiểu một người ngồi. Và ở đây trong môi trường của mình đang là khá tối nên là các bạn có thể thấy khả năng xử lý hình ảnh trong bóng tối của chiếc webcam này nói chung là dùng được khi mà các bạn còn nhìn thấy mình ra là mình chứ không bị tình trạng răng môi lẫn lộn khi mà bị khóa phần mũi. Và các bạn có thấy là webcam này khi mà mình đánh ngược sáng này này thì cũng không hề bị gắt quá, chung là cũng không, mình không chê trách gì tại vì đây là một sản phẩm giá khá là rẻ. Và bây giờ mình thử một bài test, đó chính là cái phần focus. Khi mà chiếc webcam này không có đi kèm khả năng autofocus mà các bạn phải xoay trên này này để chỉnh khả năng focus của cái camera, mình để thử một cái loại lì xì đây mà các bạn mua hàng HDC dịp Tết vừa rồi sẽ có. Và chúng ta đọc được chữ nhé, mặc dù chữ đã bị lem một phần bởi vì độ phân giải của webcam chỉ là 480p nhưng mà với khả năng là mình chỉnh độ nét đúng điểm ấy thì các bạn vẫn có thể đọc được chữ này trên là chữ gì. Mặc dù nó không phải là quá rõ nét nhưng mà đây mình nghĩ là vừa đủ cho các bạn phải học tập cơ bản ở nhà, không cần phải là quá sắc nét gì cả. Và tiếp theo mình thử nghiệm đó chính là với chiếc Z2 Plus với độ phân giải là 720p để xem thử xem là nó hơn gì chiếc này không. Xin chào các bạn, bây giờ mình đang thử đó chính là chiếc Z2 Plus với độ phân giải là 720p. Và các bạn, như các bạn nhìn thấy thì chúng ta có một cái chất lượng hình ảnh màu nó khá là nhạt. Anh em nào mà quay phim nhiều thì gọi đây là màu raw, tại vì thực sự là độ tương phản nó khá là kém. Nhưng mà bù lại thì khả năng xử lý phần ngược sáng này ổn hơn chiếc webcam 450.000 kia một chút. Và một phần nữa đó chính là góc của webcam này ấy, khá là rộng. Các bạn thấy là nãy là mình bị crop trong khoảng tầm từng này. Nhưng mà bây giờ với chiếc Z2 Plus thì góc nhìn mình rộng hơn một chút đến sang hai bên. Và các bạn thấy là với độ phân giải 720p ấy, thì nhìn có vẻ là nét hơn một chút và tay mình cử động ấy nó cũng không bị phần giật lag delay. Và bây giờ mình thử nghiệm đó chính là với cái phần phong bao lì xì này xem mình đọc được chữ không. Hơi buồn một chút tại vì đây là chiếc webcam Z2 Plus này luôn luôn để trong lấy nét, đó chính là lấy nét vô cực nên là chúng ta sẽ không thể nào mà đọc được cái chữ trên cái phong bao lì xì này, nên đây điểm trừ. Nếu các bạn mà hay phải kiểu dơ bài cho giáo viên xem thì mình nghĩ là có cái webcam này không phù hợp cho lắm. Một cái webcam này có thể phù hợp hơn với các bạn đó chính là kiểu ngồi điểm danh thôi chứ bạn là nhìn bài thì này ai biết gì mà chấm cả đấy, chữ răng môi lẫn lộn này. Rồi bây giờ đó chính là chiếc Z3 với độ phân giải là Full HD. Nhưng mà như mình nhìn thấy chất lượng ảnh của nó, mặc dù độ tương phản của màu đã tốt hơn so với cả chiếc Z2 Plus kia nhưng mà nó bị một cái nó khá là muỗi trong cái trường hợp mà không gian chiếu sáng. Hiện tại nó ở trong không gian khá là chiếu sáng tương đương trong phòng các bạn ấy. Và khi mà các bạn như thế này thì mình nghĩ là do cái hãng Yakuza họ cố gắng nhồi một cái sensor Full HD vào một cái chỗ diện tích quá nhỏ ấy, nên là khả năng xử lý chiếu sáng không tốt. Và các bạn thấy là với độ phân giải là Full HD và 60 frame thì mình thấy cũng khá là mượt. Nhưng ở đây thì chúng ta không có cái khả năng là xoay 360 độ, xoay 360 độ. Đứng hình rồi. Và do cái camera này nó không có khả năng thay đổi góc nhìn ấy, nên là các bạn thấy mình khá là khó khăn trong việc cho các bạn xem khả năng xử lý phần chiếu sáng ấy. Nhưng mà chung ý các bạn nhìn thấy ở trong khu bên này thì nó vẫn bị lóe sáng một chút. Nhưng mà một lý do chính chủ yếu có lẽ do là cái việc mà ra hộp nhồi cái sensor Full HD và trong một cái khá là bé. Và bây giờ mình thử nghiệm một cái bài test, đó chính là đọc chữ nhá. Đây là chữ. Thì đây điểm mạnh của Full HD ấy, các bạn thấy nhìn chữ khá là nhìn được nhưng không phải là mức nét. Và nếu mà để nét thẳng thì mình thấy là cũng không phải là quá nét đâu. Mà mình nghĩ 5/10, nói chung là ngồi nhìn luận vẫn luận được về chữ gì mà bọn mình nhìn rõ nét ấy, thì khá là khó. Và bây giờ mình thử nghiệm với chiếc webcam đắt nhất ngày hôm nay, đó chính là chiếc Yakuza C200. Hiện tại mình đã thử nghiệm đó chính là chiếc webcam đắt nhất trong danh sách ngày hôm nay, đó chính là chiếc Yakuza C200. Và với mức giá 800.000 ấy, em có thể thấy hiện tại đó chính là chất lượng hình ảnh nó khá là mượt, mặc dù độ phân giải nó chỉ là Full HD thôi. Và tình trạng flick anh em đang thấy trên màn hình này thì có lẽ do hai cái kino mình đang quay dùng sau lưng. Anh em phải chỉnh cho phần camera thành 50Hz này thì nó sẽ không bị tình trạng giật như này nữa. Thì bù lại thì mình có thể thấy do Yakuza họ không dùng độ phân giải Full HD mà cái sensor mình thấy là khá là lớn nên là chất lượng hình ảnh mình thấy ổn, mặc dù trong môi trường đây khá là thiếu sáng. Và thứ hai là cái phần
trên camera họ có thể xoay 360 độ được, nên là nó rất là dễ dàng. Anh em kiểu chuyển sang trái này, chuyển sang phải này. Và bây giờ mình thử nghiệm bài test cuối cùng, đó chính là cái đọc chữ. Thì mặc dù là 720p nhá, nhưng mà nét chữ đọc được trên chiếc phong bì này của mình khá là rõ, kể cả so với các sản phẩm một Full HD trước của Zahua. Nên là đúng là tiền nào của đấy thôi. Raku mặc dù không đua độ phân giải, nhưng mà họ cho chúng ta một cái giải pháp camera khá là ổn để các bạn đọc nhìn các thứ ổn định. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại phần tổng kết 4 camera xem là đâu là sản phẩm đáng mua nhất của ngày hôm nay. Sau khi mình thử nghiệm 4 camera webcam này, thì theo đánh giá của mình ấy, đầu tiên đó chính là chiếc Zahua Z3. Thì mình đánh giá nó khá là tồi. Thứ nhất đó chính là nó không có phần webcam có thể dịch chuyển qua lại được. Và thứ hai, chất lượng âm thanh ý, bạn nghe tiếng rè, rất to khi mà mình cắm cái webcam vào trong máy. Và cái thứ ba đó chính là chất lượng hình ảnh. Mặc dù là họ trang bị độ phân giải Full HD 1080p, nhưng mà cái sensor quá nhỏ nên chất lượng hình ảnh của chúng ta không thực sự tốt. Và bài test thử nghiệm đọc chữ trên cái phong bì của mình ý, thì chiếc Z3 này cũng thực hiện nói chung ở mức 50-50, 5/10, không đọc được rõ ràng cái nét chữ ở trên đấy. Nên là mình đánh giá đây là một sản phẩm không hề ngon. Và với cái giá này, anh em hoàn toàn nên mua một chiếc, đó chính là chiếc Z2 Plus hơn cho mình. Tại vì Z2 Plus thứ nhất cho chúng ta đó chính là độ phân giải 720p, thế là vừa đủ. Và ngoài ra thì cái phần góc nhìn là ổn, và phần màu sắc mặc dù nó không được quá tươi cho lắm ấy, nhưng mà chiếc Z2 Plus này cho các bạn một cái chất lượng hình ảnh ổn để có thể giao tiếp được thông qua màn hình. Nhưng chỉ bù lại đó chính là khả năng đọc chữ trên chiếc Z2 Plus này khá là kém, khi mà mình hoàn toàn không đọc được chữ ở trên cái phong bì. Và muốn đọc chữ ấy, anh em có hai sản phẩm này ngon. Thứ nhất đó chính là chiếc webcam 450.000. Mặc dù chất lượng âm thanh ở mức ồm to, nghe thì vẫn được rõ chữ, nhưng mà bù lại do họ trang bị một cái phần lấy nét đây, nên là hoàn toàn có thể đọc được chữ ở trên những cái tờ giấy. Và ngoài ra thì với cái mức giá rẻ, anh em vẫn có thể gọi là xoay 360 độ này, hay là anh em muốn kiểu điều chỉnh các thứ vẫn điều chỉnh được. Mình đánh giá đây là một sản phẩm rất là tốt. Và đánh giá tốt nhất ngày hôm nay chắc chắn đó chính là chiếc Raku C200 này rồi. Tại vì thứ nhất nó chính là chất lượng âm thanh khá là tốt, thứ hai đó chính là hình ảnh ổn và đọc được rõ chữ ở trên tờ giấy mình đưa ra, và thứ ba là góc nhìn các thứ chức năng khá đầy đủ. Và nếu đánh giá ngày hôm nay ý, nếu các bạn mà có kinh tế gọi là dư giả một chút ý, có thể mua chiếc Raku C200 này, nó phục vụ các bạn tốt ca điểm trong tầm giá dưới 1 triệu thì nó khá là ngon, nhưng mà giá nó hơi đắt. Và còn nếu mà các bạn muốn sản phẩm nào mà kiểu mà kinh phí nó dễ chịu hơn một chút ý, thì chiếc như là chiếc QC HD86 này, hoặc là chiếc Zahua Z2 Plus này là một cái sản phẩm ổn hơn. Tại vì nó giá rất là rẻ và nó phục vụ đủ cho các bạn khả năng giao tiếp cũng như là micro nó ổn định. Còn chiếc Z3 này là theo mình là hoàn toàn không nên mua, tại vì thực sự là chất lượng hình ảnh nó khá là kém và nó bị cái phần âm thanh nó quá rẻ. Còn bây giờ các bạn cần mình đánh giá những mẫu webcam nào có thể comment trong phần phía dưới video nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.